Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Bảo Duy đến từ Auto Eli. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến gặp SH150i phiên bản sơn mới nhất được update là sơn đen mờ. Và đây là phiên bản 150i với hệ thống phanh trang bị là ABS. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một chút về cái mẫu xe SH này. Năm 1984 thì chính thức cái mẫu xe tay ga SH được ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Ban đầu thì mẫu xe này chỉ được trang bị động cơ 2 thì và 50cc thôi. Đến năm 1996 thì chiếc xe này được nâng cấp một lần nữa lên thành 100cc nhưng cũng vẫn là sở hữu cái động cơ 2 thì. Và nếu mà các bạn không biết thì không biết hai cái mẫu xe đó thì Duy sẽ để ngay hai cái mẫu xe đó ở phần trên đây. Là một bên là sẽ là năm 1984 và 1996. Tiếp theo, cái thế hệ tiếp theo là thế hệ thứ 3 là năm 2001. Thì cái thế hệ này là cái thế hệ thật sự là đột phá của chiếc Honda SH. Và ở cái thế hệ này thì cũng là thế hệ đầu tiên mà mẫu xe SH này được nhập về Việt Nam qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Thì ngay từ cái ngày đó thì cái mẫu Honda SH này đã bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái thời đó thì mọi người vẫn đang chuộng cái mẫu xe A cộng và cái mẫu xe Dylan hay Dylan hay là Đai Quần Đai Giếc thì anh em ngày xưa hay gọi rất nhiều. Thì mẫu xe này ngày đó chưa thực sự là hot. Nhưng mà đến cái năm 2009, trước đó một thời gian ngắn 1-2 năm thì bắt đầu mẫu xe Honda SH này đã trở thành một biểu tượng của mẫu xe tay ga bánh lớn tại thị trường Việt Nam. Và cái năm tiếp theo mà Honda SH tiếp tục thành công tại thị trường Việt Nam là năm 2012. Và cái thế hệ mà từ 2009 đến 2012 ấy, thì cá nhân Duy nhận thấy là, đấy là cá nhân thôi nhá, thì Duy thích nhất hai cái thiết kế. Thích nhất cái thiết kế của cái dòng sản phẩm của Honda SH từ cái thời đó. Thế hệ thứ 7 này là được ra mắt từ năm 2016 và rất nhiều lần được nâng cấp, được thay đổi, thêm khóa Smart Key này, thêm nhiều màu mới này. Và ngày hôm nay ở đây là chiếc SH150i phiên bản được sơn đen mờ. Và nhà sản xuất Honda có công bố cái giá bán niêm yết là 91,5 triệu. Phải nói là mẫu xe này đẹp. Ra là nếu như chúng ta sở hữu một cái mẫu Honda SH ở thời điểm hiện tại thì ra đại lý mua đã bị chênh so với cả nhà sản xuất rồi. Nhưng mà không biết là cái mẫu xe này thì sẽ chênh bao nhiêu. Nhưng mà Duy cứ mạnh dạn đoán là nó phải tầm cỡ ít nhất là khoảng tầm 10 triệu so với cả cái giá niêm yết, cũng rất đúng thôi. Cái điều đó cũng hoàn toàn đúng, bởi vì xe từ nhà máy sản xuất ra thì chỉ có một cái số lượng nhất định thôi. Còn đâu ở đại lý thì đây, những quý vị bạn thấy xe khách đến mua ngập tràn luôn. Nên là cái vấn đề mà để sở hữu một mẫu xe SH nó rất là hot. Và chính cái độ hot đó và cái thiết kế của mẫu xe này đã tạo nên cái thành công. Và bây giờ thì giới trẻ như Duy chẳng hạn, hay là một số bạn trẻ hơn thì cũng vẫn coi SH là một cái phương tiện nó mang lại cho cá nhân cái sự tự tin, đặc biệt là đi cưa gái hay là có bồ. Nói gì nói đi SH đẹp như này, đèo bồ sau bồ chân dài ngồi ăn mặc sexy thì nó vẫn đẹp đúng không ạ? Ngồi ô tô thì nó cũng sang thật đấy, nhưng mà ngồi ô tô kính bây giờ toàn dán kính đen thì có ai nhìn thấy đâu. Chúng ta cùng điểm qua lại một chút về những cái trang bị ở trên cái mẫu Honda SH ở cái thế hệ hiện tại. Trang bị hệ thống đèn pha LED 2 tầng như quý vị bạn đang thấy ở đây. Ở đây là giải đèn LED định vị ban ngày. Cái phần đầu xe này thì nhìn nó đã có một cái sự mềm mại hơn so với cả cái phiên bản mà Duy đang sử dụng, là cũng là lắp ráp thôi, nhưng mà 2010 thì nó có thêm cái lưới tản nhiệt ở đây để khi mà chúng ta đi thì tản nhiệt bằng gió thổi vào đây. Nhưng mà mùa lạnh thì không sao, mùa lạnh thì thích thật đấy, nhưng mà mùa hè đi hai bên nó nóng ran, đầu gối nó nóng lắm. Rất nhiều người là đã thích cái thế hệ đấy và đã lắp cái phần độ một cái giả lưới tản nhiệt vào đây. Nhưng mà theo Duy nghĩ là cái đầu này nó rất đẹp rồi, chúng ta lắp vào trông nó, nhà sản xuất đã tính toán hết rồi. Tại sao mà nhà sản xuất lại thiết kế cái đầu xe như này, cái phần mặt nạ như này, lắp vào trông nó hơi không liên quan lắm. Và xe cái thế hệ này thì cũng đã được trang bị cái hệ thống chìa khóa Smart Key. Đây, hệ thống chìa khóa Smart Key đây. Là trong một trong những cái hệ thống khóa chống trộm mà Duy đánh giá khá cao. Mỗi cái là xe hot quá nên là giá nó hơi chát thôi.
Còn thật sự là Honda là Honda SH này là một cái mẫu xe chiếm được rất nhiều cảm tình của cá nhân Duy cũng như là những người hiện tại đã sử dụng. Đằng sau cái phần tay sách này thì những cái phiên bản thường thì nó là màu màu bạc hay màu xám, sơn màu bạc với những cái nhũ, bây giờ cũng được sơn đen rồi. Giảm sóc sau thì cũng là sơn đen, và giảm sóc trước, hệ thống phuộc trước cũng đã được sơn đen rồi. Cái giảm sóc sau này thì ở phiên bản thường thì nó cũng đã sơn đen rồi, nhưng mà giảm sóc trước đây, vành nữa, vành được sơn đen. Mà trước đây thì rất nhiều người sở hữu cái mẫu Honda SH này thì có đặt ở đại lý cửa hàng là sơn đen cái phần vành này, phần giảm sóc này, rồi là cái tay sách ở phía sau này, rồi sau đó thì đi dán lại cái phần đề can này. Thì theo như Duy tìm hiểu thì ở đại lý này nếu như mà các bạn sơn cái phần vành này, phần giảm sóc này, phần sơn một số cái tay sách cái thứ này thì phun bội nó rơi đâu đó khoảng 1,5 triệu. Thì hiện tại cái mẫu Honda SH bản đen mờ này mà nếu mà các bạn mua bây giờ thì theo giá nhà sản xuất công bố thì nó sẽ chênh đúng khoảng 1,5 triệu so với cả cái phiên bản thường. Và đương nhiên là chúng ta được sơn chính hãng luôn, nên là cũng không lo về cái vấn đề bảo hành. Ở đại lý thì không nhận chúng ta sơn cái phần vỏ ngoài này bởi vì nó liên quan đến cái phần bảo hành của xe, nên chúng ta buộc phải đi dán hoặc là sơn ngoài. Đấy, anh em có muốn độ thêm thì cứ ra ngoài độ thôi. Nhưng mà hiện tại ngày hôm nay thì Honda đã chính thức giới thiệu cái mẫu này rồi. Ngoài ra thì Honda SH thì cũng có cái phần trang bị cho chúng ta cái phần cổng sạc ở đây. Cái phần cổng sạc đây, nhưng mà rất tiếc là cổng sạc 12V nên chúng ta phải sử dụng tẩu cắm. Mà thực ra thì Duy thấy là cái hộc chế độ này nó hơi bất hợp lý một tí. Đây, cái điện thoại đút vào đây nó đã hết rồi, đây đến đây là hết rồi. Không hiểu là lúc cắm tẩu hay cắm dây trước vào đây thì sạc kiểu gì. Thế là cái đấy anh em nào mà nói chung là cũng rất ít người dùng đến cái này. Cốp của Honda thì Honda SH thì cũng đã được nâng cấp khá rồi. Đây, mở cái nắp cái phần yên này ra thì chiếc xe này có cái phần cốp khá rộng hơn cái chiếc xe của Duy nhiều. Chiếc xe của Duy nó chỉ được hoen hoen đến đây một tí này thôi. Nói chung là không để được nhiều đồ. Chị em thì di chuyển thì cần nhiều đồ. Và cái mẫu xe Honda SH này ấy, thì sở hữu cái chiều cao yên là 799mm. Nếu như là một người cao tầm 1m7 trở lên thì ngồi ok. Còn những bạn nào mà dưới 1m7 khoảng 1m6 mấy thì ngồi nó sẽ hơi bị kiễng chân một chút khi mà chúng ta chống chân. Ở Honda SH thì có một cái điểm này mà Duy cảm thấy là chưa được hợp lý lắm này. Đây, ví dụ như Duy là cao 1m75, ngồi lên là cái phần để chân ở dưới này thì khá rộng ok rồi. Nhưng mà cái phần thành này là họ làm thẳng, có hơi bát vào một chút xíu thôi. Mà khi ta để chân thì chúng ta hơi phải dạng ra một chút. Đó. Thế cho nên là nó hơi khó chịu một chút thôi. Vừa rồi thì mọi người cũng đã cùng Duy đi khám phá một vòng cái chiếc Honda SH 150 này rồi, với cái màu sơn đen mờ mới, với cái giá bán nhà sản xuất công bố là 91,5 triệu. Thì mọi người thấy sao về cái chiếc Honda SH này? Mọi người hãy để lại comment ngay phía bên dưới nhé. Và hiện tại thì mọi người cũng đang sở hữu mẫu xe nào thì mọi người cũng comment bên dưới luôn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.